Chào các bạn quay lại với kênh YouTube Máy tính Trần Tuyền. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể đổi cái mật khẩu trên đầu camera KB Vision. Nếu như đầu camera của các bạn đang sử dụng là đầu KB Vision và trên điện thoại của các bạn đang sử dụng ứng dụng KB View Plus, nhớ là KB View Plus nhé. Còn trên KB View Lite, KB View Lite thì nó sẽ không có cái tính năng đổi mật khẩu này. Thì nếu như trên nhà các bạn, gia đình các bạn đang sử dụng KB View Plus thì các bạn sẽ làm theo video này. Chúng ta sẽ mở ứng dụng KB View Plus lên này. Các bạn sẽ mở đến cái con cam của nhà các bạn này. Ở đây nó có hai chế độ hiển thị. Một, nếu như các bạn đang hiển thị này thì chúng ta nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm này, nhấn vào thông tin thiết bị. Hoặc có thể camera của nhà các bạn đang hiển thị theo cái dạng danh sách như này. Thì chúng ta cũng có cái biểu tượng ba dấu chấm ở bên tay phải mép màn hình này, chúng ta cũng nhấn vào cái biểu tượng này và cũng nhấn vào thông tin thiết bị. Chúng ta nhấn vào cái biểu tượng hình cái bút ở bên trên góc trên màn hình này. Ở đây chúng ta sẽ show được cái mật khẩu lên này. Riêng trên cái ứng dụng KB View Plus này nó cho chúng ta show mật khẩu lên nhé. Các bạn sẽ nhấn vào một mật khẩu và các bạn nhìn cái show này. Đó, mật khẩu của camera nhà mình hiện tại đang đặt là cường 2005 A+, chữ C viết hoa. Chúng ta sẽ đây, ở bên dưới cái dòng nhập mật khẩu thì chúng ta có cái mục là đổi mật khẩu thiết bị này. Ở đây chúng ta sẽ nhấn cái mật, chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu cũ là cường 2003 A+. Mật khẩu mới chúng ta sẽ đặt tối thiểu là 8 ký tự các bạn nhé. Mình sẽ để 1234 ABCD, 1234 ABCD này. Chúng ta nhấn vào save, lưu lại. Mật khẩu cũ không đúng à, cường 2005 A+ nhé. Mật khẩu cũ của mình là cường 2005. Khi chúng ta nhập sai nó sẽ báo lỗi ngay. Mình nhấn save này. Đổi mật khẩu thành công. Ok, như vậy là mình đã đổi thành công cái mật khẩu trên đầu camera của mình. Video mình kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công. Và nếu như thấy video này có ích thì các bạn nhớ nhấn vào like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Chào các bạn.